khai thác sức mạnh của tự nhiên. Đi đến đỉnh mây ngàn chốn rừng vàng, vươn ra xa khơi của muôn trùng biển bạc. Trung Nam Group là ngọn cờ tiên phong xây dựng một tương lai bền vững, mang đến nguồn năng lượng, mở lối bứt phá và ghi dấu ấn Việt trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, xây dựng, công nghiệp thông tin điện tử và bất động sản. Trong hơn 17 năm qua, Trung Nam đã phát huy các thế mạnh của mình trong 5 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, với mục tiêu tìm kiếm và đánh thức các tiềm năng còn ẩn giấu. Từ nơi thung lũng cằn cỗi, phơi mình trong nắng và gió, nơi xã đảo nép mình cạnh bên một trung tâm kinh tế phát triển, đến đỉnh núi cao nguyên, từ vùng đất duyên hải Nam Bộ đến duyên hải miền Trung, từ thành thị đến nông thôn, theo đuổi các tiềm năng, Trung Nam Group đã trở thành là nhà đầu tư tư nhân số 1 trong lĩnh vực năng lượng sạch tại Việt Nam. Tự hào là một tập đoàn với định hướng đầu tư bền vững, xây dựng tương lai. Được xây dựng vững chắc trên nền tảng 3P: con người, hành tinh, hiệu quả. Chuyển hóa những tài nguyên vô tận thành nguồn năng lượng sạch cho tương lai. Với tư duy sáng tạo và không ngừng đổi mới, Trung Nam Group tiếp nhận và triển khai nhiều dự án quy mô lớn nhỏ khác nhau. Với mỗi dự án là một triển vọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới khoa học, công nghệ, phát triển đất nước, chinh phục những cao nguyên bạt ngàn đến các vùng biển dài bất tận, phát triển nguồn năng lượng sạch. Chúng tôi xây dựng điểm trung chuyển hàng hóa mấu chốt, kết nối khắp mọi miền đất nước từ Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long tới Nam Trung Bộ, và tạo nên những công trình, sản phẩm chất lượng, đa dạng hóa nguồn cung cho lưới điện quốc gia và giảm thiểu khí thải carbon, hướng tới mục tiêu sở hữu nguồn điện lên 3.800 MW năng lượng tái tạo, 1.500 MW điện khí LNG vào năm 2025 và tổng công suất đạt 10 GW vào năm 2030. Chúng tôi luôn nỗ lực cho cam kết không carbon của Việt Nam tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu năm 2021, COP26. Phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Vì vậy, Trung Nam luôn tâm niệm phải nỗ lực không ngừng để vượt qua và chinh phục các dự án với các công nghệ kỹ thuật cao, các thiết bị tiên tiến và các nguồn nhân lực chất lượng từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi bước đi đều đòi hỏi một tinh thần thép, chuẩn xác, đảm bảo, ổn định. Vượt qua thử thách, chúng tôi kiến tạo nên những thành tựu chung cho hơn 2.000 nhân viên và kỹ sư, nhà thầu và nhà cung cấp, cho các khách hàng, cho các đối tác, cộng sự, cho các bên liên quan và cho những con người trên khắp mảnh đất hình chữ S này. Trung Nam Group đã đạt được các mục tiêu của mình, thành công hướng tới một tương lai phát triển bền vững, chất lượng cuộc sống được cải thiện cho tất cả mọi người, mọi lúc và mọi nơi. Chúng tôi hướng đến lắp đặt và hiện đại hóa mạng lưới truyền tải và phân phối điện năng, mở rộng mạng lưới các cơ sở lưu trữ năng lượng, hậu cần và các điểm trung chuyển, triển khai các trạm điện và công trình ven biển với công nghệ giám sát SCADA, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiệu quả và thông minh hơn để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải hơn 13 triệu tấn CO2. Cùng với khả năng xây dựng các công trình thuộc dự án trọng điểm quốc gia, tất cả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục và đem đến lợi ích cho cộng đồng. Mang nguồn năng lượng sạch giúp Việt Nam bứt phá trên đường đua quốc tế. Cho tương lai và cho hôm nay. Trung Nam Group, đầu tư bền vững, xây dựng tương lai.